Kỳ sản phẩm xong chiêng phong.
đó pe lấy à rưng nó à rưng khâu nó men nhầm riết đạm một bọt bơm chỉ tiệt cơ rộp nên chỉ tiệt mặt trời mặt trời tiệt và bọt chấm riết nên là sai chun chỉ riêng chun tận ở cùng này bằng ôn lớp ban chân sang tạm sàn bàn tay bị quan bỏ nốt như ban ở chỉ riêng ở chỉ tràn bọt mò hai bàn tay sầm rầm ở bên ní dưới khi nhom được ở khi ní công công tay đẹp tròn và để chỉ chốt cha muối và để tiệt tôn được tầm ruộng bài bạc hòn ở xa hay là ní công công tay ở chỉ chê sạch riêng và trở thời giờ mấy bụng mai bằng ôn chất tì cơ rục nâng chất tì mịt rầy lục ta lục dây ông phù mình và ô lục lục xây nền nền cây nhà và còn tay tiết nè dược nhóm nâng lớp dốt nơ tùm ruông lạc hòn bà sạc đồng bây mọc chai chuôn bụng mai bằng ôn lục bàn rì rì tiết nà cùng sàn và nọc nông phê bằng tay tiết nè và bụng mai bằng ôn trìm cầm sàn chú tật nê hai rừng nơ trong đăng thà rưu nè cùng sọt bật bạc bao nông mà nô sân chê tà nà si chùm rơi đo cùng rạc ná tam tam tiết nà chùm mùi nâng rương tức chất ông bố bà xong rít rít chất nà đôi tỏ tỏ bố kê dù mấy tư cùng bèn 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 lâm hai nà bố dâm trên bì xa giác bì kê thoa tâm nà tà rục nè xa nè thu chẳng ăn lại bọc lên chẳng ăn chẳng ăn bọc đã xong kê chân tê tại bác sơn ta còn ăn chẳng này với chị tạm bán chết khi mà rồi bao nhiêu ta rộng tông bạc đi con xong lại mẹ ưu bụng ni hai chị tôi là cam nên chị vật ở bao nhiêu là con ưu bụng không mặc con nè con mình trừng bạc
bông rồi bông ai phải đằng thà dương chẳng tì nhạc mọc xong tiền kia tì nha cô. Chê, chẳng đừng chê lạ bà, mặt ai bông còn đang bị rưỡng lên tê. Bố thà, biết ai kia đăng, kì mình trăng sắc xa tì nha cô, đang bây ở thôn. Để chỉ bông rồi bông ai, ai bàn sắc xa, ai bàn chả nên sắc xa. Tới dù là hơi khăn ông chỉ vật, rồi bông mà đủ dương sắc thay nha cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ơi đam bay cầm ơi bom on đèn lai khi vua thả ở phúc mình chê ở phúc mình vua nói con ơi tôi bay phúc bị ca giang na còn đây ở phúc sông bằng hai nơi sông lên trơn đi đam bay chun tàu đam mi mi bom on đèn lai phải lục đăng thả thả ở phúc sông cốt nâng chiêng bọt bằng cơm cái ai đâu to tờ trong ăn biên anh ta bay xong con bông mai bông ôn tê bay bay bông nhằm nâng lập tớ đồng bay mà cốt bọt bằng cơm cái chút bỏ đôi bông mai bông ôn ta miền tật khiến chết áp đôi chiếc tiền đông cổ sở khăn xong bông mai bông ôn rình rình tất tố sự đất nâng bông mai bông ôn tiếng ông tê
ông con na ông con na bà sống ông con na ông con bố bố sống chỉ chốt khay na bố bố cha ông con cha cha sống chỉ chốt khay sao na bà mình chỉ chốt khay đom hà và sa để phụ mạ và nhóm một bà sẽ lâu bờ bà sống ông con na bà chói បាទចាសសូមស្លែងមួយវគ្គសិនណាចាបងប្អូនរួមចាំពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកតាលោកយាយអង្គពូមីបាទជាទីស្រឡាញ់បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានទេសនាជាមួយនឹងលខោនបាសៈទម្រង់ក្លីបាទមានអត្តន័យអប់រំជ្រាលជ្រៅធ្វើតបតែពីការបាទក្របន្តែប្រកបមករបរសុចរិតទៀងត្រង់បាទមិនតែឆោបបោកមិនតែកុហកអ្នកដទៃបាទ អ្វីដែលយើងមានបាទគឺថាអំពើល្អដើម្បីបាទនាំខ្លួនឲ្យយើងទៅកាន់នៅសេចក្តីល្អបាទមិនមានការស្អប់ខ្ពើមបាទដូចជារឿងអំបញ្ញមិញនេះគឺបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីតតភាពនៃថាសាច់រឿងពិតថាកំសត់យ៉ាងណាយ៉ាងនោះបាទដោយឡែកឃើញថាលោកគ្រូហុកពើបាទគាត់មានទេពកោសល្យឯត្រូវហើយប៉ុន្តែក៏អាចសំដែងបានទៀតសូមឲ្យកោតសរសើរហើយមួយទៀតក៏បានជួលបានការអញ្ជើញចូលរួមការសំដែងពីសំណាក់តួស្រីដែលគាត់បានសំដែងអំបញ្ញមិញនេះបានមើលហើ
tay ở sách mới vẽ sân ở sân không tháp ở sân thì miền bên với lý hay bán ca an nhà thì ở bằng ở nhà cứu ai nhà ở dưỡng trong sân tay nấu vẹn thì bị tiết dương nên sân tay chạy chuyên tạo đó phục mai miền mình được ta là gì công sàn chia bằng tỏ thì bằng tay ó xong là còn là sạc tiết bà ơ nằm miền dụng thầm mây mới tiết bạn ta môn nâng chốt đó là việc thầm mây chia tầm rung là khoan và xa xa rừng đất đá xong chú nợ bọn chùm riêng mình tay sân nằm bấy phát đồ bạc giả ca bạn ấy phục mẹ bọn ôn sợ bài đi đi hay công tích tạm đàn ạc ní chui lại chú xì phòng ạ ạc ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ đồ dục
prang đồng bay chinh châm bông dương miền khó ăn xin miền khó ăn nhằm sẽ không thật đón ngay lưu chọc chọc nè bông bông chọc ai bốn xe rô bọc bóng miền rô bò xin liệt biệt ai là o nè kê đọc bấy tờ nà tờ nấy ao đi chọc chọc nâu nè khá năng dừng cung nè kê nè ơn á chọc bông ai bốc tờ nà ơn bốc con nốt đi ông bánh mình chọc tiêu tập bình chọc bay quật ruột đi quật xua rô bông đây bà hát chị bà rong bị bông hay chắc giấc mà nhằm sống đây là o mình o mất là tù ai chứ tháng sau ជីវភាពគ្រួសារយើងផងណាអូអត់ទេកូនអត់ទេកូនសំឡាញ់មានឪពុកកូនកុំយកដូចឆ្នាំអ្វីក
con trở đăng thờ ư bốc bắn nè hơi ư bốc bốc ai con trở đa xong tiên kia làm bây nông chồng con hoài tại con quan sẵn sàng nè 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 nè
chung bố rút con. Con đăng nằm con nô bà ca rạc đọt thông thê, đà mạng ai cắt thoại bà, đà lô ổ bốc. Miên con nằm rong bì hiệt thô đọt thông thê, lê con bà sợ ấy, chân châm bạch bạch. Tăng bì ọt nẹ mất đại tử, miên ta lô ổ bốc nghe hỏi, đà con con. Ta chết khách đau giang nào, có bốc mân rìa rê, bốc đỏ ao. Một bàn thằng ai ở con tăng bì. Bạn trong này nông bốc mình bạn bị xa luôn ai chả ai tê sốt chất ai con bạn chả ai ta con bạn rồi ai ta con miền nơi trong đá vị trí bốc mình sức đá cho nông ca mây hót mùi chi vật bốc ông bạ về cho con sợi chả ai bốc mặt đời nâng con sống lại bị ưu bốc bà con tư vô thơ ở vầy cô lâu đại con ba này dây ông bà bốc ưu bốc ông bệnh mình đi ưu bốc ông chết hào không chung nè bố không chung anh lời con ông chết hai con sống ưu bốc từ rộng ca nghe thơ nó hào chọc đang bây giờ là con ở bọc cùng con tới con tới chút mi bắn con con đời ba con đã miên đã lộ miên prong bị hết thôi.
hay mà giang viên tiết bọn sắp bài chết đẹp bạn ôn sợi chịp ôn rồi bọc bọn hãy đồ miên chất là ồn chê khi nhóm cậu đôi bên em ạ bọn chẳng bọn trọng thật không sắc xa riêng sốt ta bè rồi liệt bọn trọng tên sẽ là hai viên tiết mặt anh tế bọn tự riêng cho trong này anh bọn tội chẳng chỉ đẹp mời thai bạn bạn chẳng nằm rồi thay bọn hộp bài sắp chăm tên của bạn đen ạ bọn này ồn hết chồng rồi hay á chê bọn tự nhau tên sân á chà bọn tự chăm là bọn em tự nhi con cho chất na ôn sợi chắc bông rút ra từ nhập bài hết và nhập từ sà lan đi sân đó nè ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទតម្រូវលខោនបសាក់ខ្នាតខ្លីដែលយើងលើកមកបង្ហាញចាស់ជូនដល់ពុកម៉ែមានមីងបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយតម្រូវនេះមិនបានពេចចំទុកមុនទេដោយចៃដងដោយជាការសំណូមពរបស់បងបាទមីគ្រួចតែលោកស្រឡាញ់បាទជោគជ័យហើយនឹងគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយនៅតម្រូវបុរាណលខោនបសាក់ ហើយដោយសារឃើញថាប្អូនស្រីងាយសុភ័ក្រគាត់ជាតារាផ្នែកលខោនបាសាក់ស្រាប់ហើយលោកគ្រូហូបបើក៏គាត់ជាបាទអ្នកដៃត្រដល់ពីរោះដៃឯកបាទកូនទៅគេថាកនសតរលងរលោចបាទហើយសម្រាប់រិទ្ធិនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានទទួលអារម្មណ៍រីករាយបែបផ្លែបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅបទចម្រៀងបាទជាបន្តបន្តហោះហែកាលពីប្រឡប់នោះ បានអំបញ្ញមិញគឺទស្សនាជាមួយនឹងទម្រង់លខោនបាសាក់បែបខ្លីប៉ុន្តែអត្ថន័យយ៉ាងណាពុកម៉ែមើលទៅទស្សនាយ៉ាងណាបាទអាចមានតម្លៃបានថាយ៉ាងណាបាទអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសដែលយកទម្រង់លខោនបាសាក់នេះមកសម្ដែងក្នុងឱកាស បាទតែជួបជុំជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារសប្បាយរីករាយបងប្អូនបើសិនជាមានការខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានដោយក្តីអនុគ្រោះហើយនាំក៏យើងខ្ញុំបាទរួមចំណាយក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សនៅទម្រង់លខោនបាសាក់នេះមិនឲ្យបាត់បង់ទេបាទហើយអរគុណដល់បងងារគ្រួចរួមនិងឧត្តមភរិយាដែលមានទឹកចិត្តបាទទូលំទូលាយបាទហើយតែងតែឱកាសជាមួយនឹងសិល្បៈមិនរើសអើង មិនថាអ្នកនោះលបីមិនថាអ្នកនោះអត់លបីក្រមមានយ៉ាងណាក៏លោកអកសោតថាមិនអោយបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តអោយបន្តជាមួយនឹងសិល្បៈដូនតាខ្មែររបស់យើងកុំអោយបាត់បង់បាទទាំងអស់នេះខ្ញុំអកសុំថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងងារគ្រួចដែលជាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះរួមនឹងឧត្តមភរិយាដែលបានបង្កលក្ខណៈបាទកម្មវិធីជួបជុំនេះបាទអោយយើងមានភាពសប្បាយរីករាយបាទហើយបន្តទៀត បាទជឿជាក់ថាទម្រង់ពេញសាច់បាទលខោនបាសាក់ខ្នាតធំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមសំដាយយើងខ្ញុំមិនថាលខោនបាសាក់មិនថាតន្ត្រីសម័យមិនថាភ្លេងប្រពៃណីមិនថាក្រុមកំប្លែងទេ គឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅការជុំជ្រែងរបស់បងនាងគ្រួចក៏ដូចជាឧត្តមភរិយាបាទលោកនៅពីក្រោយជំរុញឲ្យយើងខ្ញុំបាទមានដង្ហើមរួចបាទលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់បានជាមួយនឹងក្រុមនាងគ្រួចអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានបាទតាមរយៈលេខ 0537 43 47 99 បាទ4 3 ដងហកសិបចិត្តសិបពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថានឹងបានរីករាយជាមួយនឹងក្រុមបាទមីគ្រួចបាទនឹងតបបំរើពុកម៉ែបងប្អូនមិនឲ្យខកបំណងឡើយបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមករីករាយជាមួយនឹងបាទផ្នែកតន្ត្រីវិញម្ដងតន្ត្រីសម័យរួមជាមួយនឹងរំវងរំក្បាច់ឡាំលាកន្ទ្រឹមអីចឹងទៅបាទលខោនឈុតធំនឹងមានពេលឱកាសក្រោយទៀតយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំទូឲ្យបានល្អដើម្បីយកមកផ្សាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកបានរ
và bình chọc sạch rừng tại mặt đòn văn hợp nặng dược nhầm tình ọc nơi bất chìa rộng phơm đi dì đòi miên càng con trô vì sẵn nặng của mai bóng ôn và nì dung con trô là sẽ là phạc của bóng dương và hay dược nhầm tình ọc nơi cả xung thua ca bạch lai bị trầm này nó ban hay mình miên sai còn to tiếp nó về là khang một tiết ban hay sầm đập về đi việc khi ông ta xung phước ca khăn tay về tô sang chỉ thay mà đón tiếp có sân ở miền ca lên luôn đời bậc ca nam mui và có sông ảnh luôn sông có rốc chun po chun chay năm thay mày ở bụng mày bằng ôn rốc xin từ tua tiên miền ban trục cầm cù sa ca ca việt công từ chết từ chống sau từ đông romani hầu hiện từ đời phong kẻ sầm đập cầm oai miền khắp cả lạc lại na kiếp sa sông ở miền sau có phim là o bỏ được bố cầm lăng khang khang mầm muôn hay rốc xin từ tua tiên che từ miền che từ ban ở dụ về nhiên du tiếng ác nia bạn sông ông quân sầm đập ở đây này bạn sông cả ca lại sân bạn sông ông quân.